trước á, thì đến cái ngày Tết này thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đứng trên cương vị là đọc thư chúc Tết, đúng không? Thường là bây giờ là thường là mấy cái thư chúc Tết là được quay trước rồi, à, gửi lời chúc Tết đến đồng bào, đến cái này cái kia. Nhưng mà chơi một cái chiêu này coi như là tắt luôn cái đường chánh trị của ông Nguyễn Xuân Phúc luôn. Đó là gần sắp Tết bãi nhiệm một ông chủ tịch nước để mà thay thế một cái người khác. Vậy thì cái nhân vật nào là cái người thay thế? Thì tôi cũng có thắc mắc, rồi tôi cũng đưa lên cái chuyện đó. Thì hồi nãy Quy cũng có nói chuyện với lại Quy có nói chuyện với lại mà cái người mà Quy hay nói là ông chú Bộ Chính trị đó. Rồi bây giờ mình điểm lại trong suốt cái quá trình đó, thì ai cũng biết được rằng á, là cái tin mà cách đây khoảng chừng 2-3 tháng, khi mà cái vụ kích test Việt Á bắt đầu rộ lên mấy tháng trước đó, thì Nga ta cũng nói là cái gì, phu nhân của chủ tịch nước, tức là đứng phía sau lưng, tức là một trong những người thuộc về chùm cuối của cái vụ kích test Việt Á. Cái nhiệm kỳ trước á, ông Nguyễn Phú Trọng làm ra một cái mà người ta gọi là một dạng gọi là kỳ tích á, đó là bắt bỏ tù được một trong những ông quỷ viên của Bộ Chính trị, đó là ông Đinh La Thăng. Quý vị nhớ không, nó phải xuất phát từ cái điểm đó đã. Thì bây giờ mình điểm lại cột mốc đó. Cái nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng đó, ổng làm một trong những cái chuyện mà rất là hiếm hoi, rất là ít có khả năng xảy ra tại Việt Nam, mà người ta cho rằng đó là vấn đề đấu đá cung đình á, thì bắt bỏ tù một trong những cái tay quỷ viên Bộ Chính trị, đó ông Đinh La Thăng. Thì trước khi bắt ông Đinh La Thăng đó, là có thêm một quỷ viên của Bộ Chính trị nữa, ở trên cái tờ tạp chí của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó mới đăng một cái loạt bài. Lúc đó là một cái gọi là ngu rung cây nhát khỉ đó quý vị. Là họ nói là đấu tranh với chủ nghĩa dân túy đồ. Ok, quý vị thấy là họ đưa lên như vậy. Thì ở trong đó năm ngoái, bên tạp chí Cộng sản nó có đăng một cái bài là nhắc đến cái vấn đề gọi là văn hóa từ chức ở Việt Nam. Giống như là họ muốn dùng những cái bài viết đó để củng cố cho cái chiến dịch gọi là đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng, ổng muốn cái uy tín của mình lớn hơn. Ok, ổng muốn uy tín mình lớn hơn. Và bây giờ anh đang đi theo cái con đường giống như Tập Cận Bình đó. Tức là trở thành một người coi như là được công chúng Việt Nam biết đến là một người đốt lò vĩ đại, một người có cái công cuộc chống tham nhũng vĩ đại. Thì ông Nguyễn Phú Trọng, ổng muốn cái uy tín ổng lớn lên. Và quý vị thấy là ổng có đưa ra một loạt những cái bài hù dọa đó. Có chạy tội thì cũng không chạy được đâu. Quý vị nhớ cái đó không? Rồi. Và giống như kiểu là ai mà được nhắc đến thì phải lo chuẩn bị đi đó. Tức là ở đây nói rằng là ta là một người không có khoan dung trước những cái chuyện đó. Rồi. Trong cái đại hội 13 đó, nó đẻ ra hai cái trường hợp đặc biệt. Mà hai trường hợp đặc biệt này á, nếu mà những người theo dõi tin tức Việt Nam á, họ sẽ thấy là nó giống như một cái trò hề kịch chính trị đó. Rồi, một trường hợp đặc biệt á, là ông Nguyễn Phú Trọng được nhấn mạnh là một trong những cái trường hợp đặc biệt, tức là tuổi đã cao rồi nhưng mà vẫn được Trung ương đề chọn. Quý vị nhớ cái vụ đó không? Có nhiều cái bài báo. Rồi, rồi ông Nguyễn Phú Trọng trong nhiều cái cuộc họp, nhiều cái bài báo, ông có nói dạng giống như kiểu bóng gió đó, là nên tự nhận mình, nếu mình không đủ uy tín thì đừng có làm. Ok, từ chức đi để còn xem xét. Ok, quý vị thấy cái chuyện đó không? Ổng lên nó có những cái sự chuẩn bị hết. Thì bây giờ làm sao? Ông Nguyễn Phú Trọng, ổng cần có một cái nhân vật để ổng làm chuyện đó. Rồi, ông Nguyễn Xuân Phúc là cái người được chọn. Mà tôi nói quý vị nghe, cái ghế chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc á, nó là một trong những cái mà bước đi dọn đường của Nguyễn Phú Trọng. Ok, chức chủ tịch nước là một trong những chức lớn nằm trong tứ trụ triều đình của Việt Nam. Nhưng nếu cái hệ thống Cộng sản Việt Nam đó mà không có ông chủ tịch nước á, thì nó vẫn vận hành như thường. Ok, nó không có bị xáo trộn nhiều. Quý vị biết rồi, cái chức danh chủ tịch nước ở Việt Nam là cái gì? Là đi tới để tặng bằng khen, mang cái tính chất nó, nhưng mà nó trực thuộc về cái vấn đề, cái bề mặt của đảng nhiều hơn. Rồi, ông Nguyễn Phú Trọng, ổng để cho Nguyễn Xuân Phúc làm trường hợp đặc biệt. Quý vị nhớ nha, cái lúc ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng mà cấp đẩy lên chủ tịch nước đó, nhưng lại, tức là lúc đó đó, không phải người ta đồn đoán, người ta cũng không biết chính xác, nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc mới có một nhiệm kỳ thôi,
ok, đẩy ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm chủ tịch nước để làm chi? Để ông Phạm Minh, ông Phạm Minh Chính á, ông Một Ngọt á, thế cái chỗ đó để làm thủ tướng điều hành đất nước trong cái giai đoạn mà cái cuộc đại họp đại hội 13 vừa rồi. Cái vai trò của thủ tướng ở Việt Nam á, là điều hành tất cả các bộ máy, các bộ. Thành ra nếu bây giờ ông Phúc đang trong tình trạng lưng lửng, đúng không? Đẩy ông Phúc lên làm chủ tịch nước để đẩy Phạm Minh Chính vô. Tại sao như vậy? Ok. Phạm Minh Chính là một trong những cái nhân vật mà không có làm gì hết trước đây. Thường á, người ta sẽ thấy chủ tịch tỉnh hoặc chủ tịch thành phố Hà Nội, chủ tịch thành phố Sài Gòn, chủ tịch tỉnh được đẩy lên làm thủ tướng, hoặc là bộ trưởng, rồi lên phó thủ tướng, rồi lên thủ tướng. Nó là lẽ thường. Cái trường hợp của ông Phạm Minh Chính á, là tự nhiên đùng một cái nhảy vô làm thủ tướng. Ok, lúc đó cái phiên họp của đảng á, để làm chi? Hạ luôn ông Trương Hòa Bình. Ông Phúc thấy được cất nhắc lên làm chủ tịch nước, ông Phúc gạt ông Trương Hòa Bình qua một bên. Đó, tức là nói rằng ông Trương Hòa Bình không đủ tiêu chuẩn. Phạm Minh Chính đương nhiên từ một người trong ban nội chính trung ương tự nhiên được đẩy vô phê chuẩn thành ông thủ tướng. Quý vị thấy chưa? Thì Phạm Minh Chính là cái gì? Là vô trở thành tay chân của Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó ổng muốn dọn một cái con đường. Ổng dọn cái con đường đó đó là cái con đường mà đi theo cái đường của Trung Cộng đó. Tức là từng bước loại bỏ những cái thành phần